Mình chào quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh Châu Gia Long. Trước mắt các bạn đó là một cây kim quýt, có một cái dáng thể khá đẹp các bác. Bác thấy kim quýt mà có cái bộ tai bóng như thế này là hiếm các bác nhé. Đây cũng là một cây khá là đẹp. Cái này hiện tại trong quá trình là tái tạo. Các bác thấy cái phần lụa của nó các bác này, rất là điêu luyện. Cái bộ tai bóng của quýt này thì cũng được làm rất là cân đối, làm theo kiểu dạng bonsai quốc tế các bạn. Cái này có tổng chiều cao rơi khoảng tầm 70 các bác. Tổng chiều cao rơi khoảng 70, đường vần thì khoảng 40 các bác. Phần thật là khoảng 40 các bác. Kim quýt mà có cái cột như thế này là hiếm các bác nhé. Đấy, về cái bộ tai bóng của kim quýt này thì các bác nhìn là phải choáng ngợp. Để mà có kim quýt mà có cái bộ tai bóng như này thì hiếm lắm. Tự anh kêu mua luôn. Thực ra ở cái vườn của Thống thì còn rất là nhiều cây cảnh đẹp nữa các bác ạ. Nhưng mà cái video lần này em sẽ quay về các bác cái kim quýt này. Và hai cây bên kia, có hai cây nguyệt quế cũng khá là đẹp, cũng làm theo kiểu dạng bonsai. Xíu nữa thì em sẽ quay qua hai cây nguyệt quế nữa các bác cùng xem. Đấy, các bạn nhìn thấy cái bộ tai bóng của cái kim cũng được, và cái bộ bóng tàn làm rất là cân đối các bác, rất là đều, rất là mịn các bác. Đây, ở đây cái tai bóng này thì được cắt dịch theo kiểu dạng lưỡi ếch. Phần lụa của cái kim kích này các bác rất là tinh. Với cái đồ phấn tầng của cái bộ tai bóng thì được làm rất là đều này, từng nào ra từng đỏ nha các bác. Đấy, nếu các bác quan tâm cái cây ở đấy thì các bác kéo xuống dưới phần mô tả video, em có để lại số điện thoại và cái link Facebook của anh Thông thì các bác có thể vào đó giao lưu các bác. Đây là cái mặt sau của cái kim quýt này các bác. Trên dưới này nó có một con tự. Đây, chúng ta có thể nhìn tổng quan về cái bóng của cái kim quýt này. Kim quýt nó có một cái cốt như thế này là nó là thuộc loài hàng hiếm rồi các bạn nhé. Rồi tạm chật tay với cái kim quýt, em đến các bác tới xem hai cái quýt quế cũng khá là đẹp. Phía này là đây cũng một góc quýt quế các bác. Cái này quýt quế, cái này có khi đường huân nó cũng rơi khoảng tầm 40 các bác ạ. Huân thân rơi khoảng 40. Bộ tai bóng ở trên thì nó cũng đã được tạo dáng sẵn rồi. Cái này
chúng ta có thể chơi theo tùy theo cái sở thích của mình, thì mình sẽ tạo dáng thêm. Đây, em quay tổng quan hơn về cái nguyệt quế này. Cái nguyệt quế bên kia thì nó còn đẹp hơn rất nhiều. Cái này tổng chiều cao rơi khoảng tầm 80 các bác. Tổng chiều cao vừa của cái nguyệt quế này rơi khoảng 80. Đường huân thân là 40 rồi nhé. Nó là hai thân. Đây, hai thân các bác. Cũng là cái đẹp thì em sẽ quay gửi tới các bác cùng xem, chiếm ngưỡng cái vẻ đẹp. Để đầu đó các bác lại chọn lựa cho mình được một cây nó phù hợp với sở thích của mình, thì các bác có thể giao lưu các bác nhé. Rồi, tiếp theo bên này thì em gửi tới các bác một cây kim quýt. Cây này có dáng thể khá đẹp và là cái điều luyện của các cái bộ tài cân của cây này thì là độc đáo các bác ạ. Ở đây nó có một cái cân phóng các bác này. Và cái bề của cái cây này thì nhìn rất là lực. Thì em có cái cây nguyệt quế nào mà có cái bộ đệ như thế này các bác này. Nhìn rất là dữ tợn nhá. Cái này đường huân thân nó thì khoảng tầm 50-55 các bác. Nhưng mà nguyệt quế mà là một cây nguyệt quế như thế này là cũng là hàng hiếm rồi. Rất là đặc biệt. Tổng chiều cao cái này rơi khoảng tầm 70 thôi. Đây, tính từ trên xuống nó rơi khoảng 70 nha các bác. Đây, ở góc nhìn này chúng ta có thể thấy được cái đồ điêu luyện của các cái bộ tài bông của cái nguyệt quế này. Nó là một cái đẹp. Về bộ đệ các bạn nhìn thấy bộ đệ của nó. Nhìn rất là dữ tợn, trải đều. Đây phía sau của cái bộ đề các bác này. Em quay kỹ các bác có thể tìm hiểu, nếu như mà mình muốn giao lưu thì mình sẽ tìm hiểu kỹ cái cây để mà tiền cho cái việc giao lưu nhé. Nên là em cây nào em đã quay thì em quay một kỹ một chút xíu. Nên là những cái video của em thì thường em quay 3 đến 4 cây thôi, không có quay nhiều. Nhưng mà quay kỹ để các bác cùng thân tiền trong cái việc giao lưu. Em có 10 triệu đây này, em thấy một chê. Rồi em cũng đã quay và gửi tới các bác ba cái tác phẩm khá là đẹp. Đặc biệt là cây kim quýt và hai cây nguyệt quế này. Thì video này em xin kết thúc tại đây. Các bác quan tâm hai cây nguyệt quế và một cây kim quýt bên kia thì có thể liên lạc với cái số điện thoại em để dưới phần mô tả video để mà giao lưu các bác nhé. Đây em quay lại cái kim quýt cây đặc biệt đẹp ở video lần này, thì quay lại để các bác cùng xem và chiêm ngưỡng một lần nữa về cái kim quýt đặc biệt này. Đây, chúng ta có thể ngắm nhìn lại cái kim quýt này một lần nữa, sau đó em sẽ kết thúc video tại đây. Nó cái quỹ ở cái kim quýt này mà là cái bộ tài bông của nó, để tạo được cái bộ tài bông này là không phải ngày 1, ngày 2 đâu các bạn. Nó trải qua hàng chục năm mới làm được cái bộ tài bông này. Được cắt giật rất là nhiều lần rồi các bạn. Chúng ta có thể nhìn tổng quan hơn phía từ dưới lên từ bộ tài bông ở trên. Rồi thời lượng video của em tới đây nó cũng khá dài nên em sẽ kết thúc. Các bác xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ video để mọi người cùng biết các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bác.
rất nhiều.